Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn làm bài tập Excel. Bài đầu tiên là bài 1 trang 173. Chúng ta có cái bảng như này. Bảng tra cứu các thứ cũng đã có rồi. Bây giờ đầu tiên là in tên của sinh viên thứ nhất thì đấy. Trước hết là chúng ta tính trung bình, điểm trung bình ạ. Điểm trung bình ở đây không có nói gì thì chúng ta cứ tính trung bình cộng thôi. Đây chúng ta format cái định dạng. Nhìn này chúng ta tăng lên cho nó đều. Điểm thưởng ở đây chúng ta căn cứ theo cái số liệu ở dưới đây. Thì vậy thì chúng ta sẽ dùng làm VLOOKUP dựa vào giá trị chức vụ. Cố định lại, lấy cột số 2 và tìm kiếm là FOR. Đây chúng ta tính ở đây về tổng điểm ở đây chúng ta không thấy có nói gì, do vậy chúng ta tính là sẽ là điểm trung bình cộng với cả điểm thưởng. Xếp loại là dựa trên tổng điểm thì chúng ta có cái bảng xếp loại đây đã được sắp xếp rồi. Vậy chúng ta sẽ dùng là V lúc đó. Chúng ta lấy cột số 2. Bây giờ điều kiện tìm kiếm nó phải là true. Để làm cái câu đầu tiên đó là in ra tên của sinh viên thứ nhất một cách tự động thì chúng ta cần phải làm như này. Đầu tiên chúng ta sẽ hãy sử dụng cái hàm file hoặc là search cũng được. File, giả sử là file ở đây là file text là chúng ta tìm dấu cách nhé trong cái giá trị này. Ok, đây là 3. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ, đây là vị trí dấu cách thứ nhất. Thế bây giờ chúng ta tìm đến cái vị trí dấu cách thứ hai. Thì chúng ta lại tìm tiếp là như này. Chúng ta sẽ dùng file. Dấu cách trong cái text này. Tuy nhiên là chúng ta bắt đầu bằng cái, nếu mà chúng ta giả sử bắt đầu từ vị trí số 4, tức là 3 cộng 1 ạ. Thì chúng ta được vị trí dấu cách thứ hai là 7. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ lồng lại hai cái câu lệnh này với nhau thì chúng ta sẽ có được cái đáp án. Lưu ý chỗ này đáp án là 3 này. Đấy, vị trí này là 7. Vậy thì chúng ta sẽ có vị trí đầu tiên chúng ta lấy là 4, như vậy nó sẽ bằng cái vị trí 3 cộng với 1. Vậy thì chúng ta sẽ đổi lại thành câu này, nó sẽ trở thành là file dấu cách trong cái text này, vị trí của chúng ta viết luôn cái hàm này, đó cũng là file dấu cách
cũng lại ở trong cái này. Lưu ý câu lệnh thứ nhất chúng ta không bắt đầu từ vị trí 0, nên là chúng ta không có ghi đấy, chúng ta đặt nó cộng với 1 thì ngay lập tức nó ra kết quả là 7. Vậy thì cái giá trị 7 này nó lại chính là cái độ dài của cái đoạn họ và tên đệm. Vậy thì tên nó bắt đầu từ vị trí số 8. Hoặc là chúng ta có thể dùng hàm write. Bây giờ chúng ta hãy để ý cái hàm len độ dài text này nó là 10. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng ngay cái độ dài này trừ đi. Vậy thì chúng ta sẽ có thể dùng hàm write. Write của cái text này lấy giá trị 10 trừ đi cái giá trị này thì là ra chữ anh. Bây giờ chúng ta điền cái giá cái công thức này lại thì chúng ta sẽ kết hợp hai cái công thức này lại với nhau thì chúng ta sẽ có kết quả. Vậy thì chúng ta sẽ có câu trả lời. Câu số 1 là như sau. Đây mình sẽ copy cái câu đáp án ra đây để vậy thì câu số 1 đây, cho hai cái bảng này lên trên. Để lấy cái khoảng trống cho nó dễ. Vậy thì cái câu số 1 chúng ta sẽ viết là như này, nó sẽ bằng write. Write của cái gì? Của cái text này. Nhưng mà lấy bao nhiêu thì chúng ta sẽ bằng len của cái giá trị này trừ đi. Chúng ta sử dụng ngay cái hàm này đây, file. File dấu cách thứ nhất trong cái tách này, sau đó bắt đầu từ vị trí nào, bắt đầu từ vị trí dấu cách thứ nhất cũng là sử dụng hàm file cộng với 1. Ok, như vậy đáp án đã ra. Nếu mà chúng ta đổi cái chỗ này thành là Trần Văn Anh hoặc là Trần Huyền Trang, đấy, ví dụ như thế chúng ta sẽ có đáp án chính xác luôn. Câu thứ hai là in ra tháng sinh của sinh viên thứ tư. Thì chúng ta sử dụng hàm măn đó. Sinh viên thứ tư. Đây. Đấy, tháng 12 gì cả. Tính tuổi cho sinh viên thứ năm thì cái này bằng year của today trừ đi year của năm sinh thôi, của sinh viên thứ năm. Đấy, chúng ta nhìn khi mà chúng ta nhấn như này nó ra kết quả như này. Vẫn là ngày tháng thì chúng ta phải đổi nó sang số nhé. Và chúng ta ẩn ẩn hết, giảm những cái độ chính xác sau dấu phẩy đi. Câu số 4, tính tổng điểm toán cho các sinh viên. Chúng ta sum có chọn luôn cột ở đây. Bởi vì đề bài này người ta không có yêu cầu chúng ta lọc đếm gì cả, chúng ta cứ có thể chọn trực tiếp cũng được, cách làm nó đơn giản thôi. Tổng điểm toán cho của các sinh viên có chức vụ sinh viên thì cái này chúng ta có thể dùng ngay một cái câu lệnh là sumif. Đấy, dùng cái này
bởi vì nó không phải sao chép công thức nên chúng ta không cần cố định sinh viên miền, tính tổng điểm toán. Đấy, 19. Lưu ý là câu số 5 này tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể tính bằng cái câu lệnh d cao. Đây, ví dụ giả sử đây câu số 5 này. Mình sẽ viết là câu số 5. Chúng ta sử dụng cái hàm d sum chức vụ sinh viên thì viết ở đây. Vậy chúng ta có thể viết bằng d sum bảng cơ sở dữ liệu đây. Cột cần tính tổng là điểm toán. Bảng điều kiện ở đây. Đấy, chúng ta đều có kết quả giống nhau. Lưu ý là chúng ta làm cách nào cũng được. Nếu mà đề bài không yêu cầu cái cách cụ thể, chúng ta hãy lựa chọn cái cách làm tốt nhất. Câu số 6. Tính tổng điểm tin của các sinh viên có điểm tin lớn hơn 7. Lớn hơn bằng 7. Thế thì cái cách làm này thì đương nhiên chúng ta cần phải sử dụng cái câu lệnh thống kê. Đây là chúng ta sẽ có cái câu số 6. Những người điểm tin lớn hơn bằng 7 thì chúng ta viết luôn lớn bằng 7 ở đây. Vậy chúng ta dùng là tổng điểm thì chúng ta dùng dsum. Bảng dữ liệu. Trường là điểm tổng điểm toán này, tổng điểm tin. Thế chúng ta lấy điểm tin, bảng điều kiện đây, 35. Câu tiếp theo, tính trung bình cộng điểm toán của các sinh viên. Câu này người ta cũng chẳng có câu hỏi gì, do vậy chúng ta cũng cứ... Cái câu này nó có thể gây ra một cái hiểu nhầm, đó là những cái... Có một số em hiểu theo nghĩa là trung bình cộng của điểm toán của những người có chức vụ là sinh viên. Nếu hiểu theo cách này thì chắc chắn chúng ta phải sử dụng cái bảng thống kê ở đây. Chẳng hạn như mình sẽ viết sang bên này. Đó là the average bảng đây. Điểm trung bình cộng điểm toán thì chúng ta chọn cái cột là điểm toán, trường điểm toán này, chức vụ là sinh viên. Nếu mà bạn nào hiểu theo nghĩa như đó thì chắc chắn phải làm như này. Tuy nhiên cái đề bài như này, họ viết như này thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu là tất cả người ta không nói gì đến chức vụ hết. Do vậy chúng ta sẽ làm sang bên này. Thì chúng ta sẽ có cách làm khác. Đó là chúng ta dùng câu lệnh bình thường là average thôi. Chọn tất cả các điểm toán ở đây. Thì kết quả nó khác nhau nhé. Bởi vì hai cách hiểu này là khác nhau. Tuy nhiên là nếu mà khi chúng ta làm bài mà kiểm tra hoặc thi thì các em hiểu theo cách nào thì phải trả lời chính xác theo cách hiểu của mình khi đó. Còn theo với cái đề bài như thế này thì cách làm ở cái trong cái câu trả lời này là được hiểu là chuẩn hơn. Nên mình sẽ định dạng giảm cái số. Ok. Câu số 8. Tìm giá trị lớn nhất trong các điểm toán và điểm tin của sinh viên. Thế thì mình sẽ ghi cái chỗ này là điểm toán lớn nhất. Thì thôi mình sẽ viết thôi điểm toán. Thì chúng ta sẽ ghi là max thôi. Đấy, thế còn đây là max điểm tin. Thì chúng ta cũng sẽ bằng max điểm tin thì chúng ta chọn cái cột này thôi. Tìm điểm tin lớn nhất thứ ba trong danh sách điểm tin. Thế thì để tìm cái giá trị lớn nhất thì chúng ta dùng cái chữ hàm last. Chúng ta là chọn lớn nhất thứ ba trong danh sách điểm tin, lớn nhất thứ ba, chọn đây. Và chúng ta chọn số 3. Đấy, lớn nhất là 8. Chúng ta có hai giá trị 10, giá trị thứ ba sẽ là 8.
Tìm điểm tin nhỏ thứ ba trong danh sách điểm tin. Như vậy nhỏ nhất thì chúng ta chọn hàm small. Chúng ta thứ ba trong danh sách điểm tin thì chúng ta cũng chọn vị trí thứ ba, nhỏ thứ ba. 7, chúng ta sẽ có giá trị nhỏ nhất là 3 này, giá trị nhỏ thứ nhì là 5, giá thứ ba là 7. Đếm số điểm toán của sinh viên, của các sinh viên trong vùng địa chỉ từ D2 đến E5. D2 đến E5. Sao lại buồn cười đấy. Đếm số điểm toán của sinh viên ở vùng địa chỉ. Nếu thế thì phải câu này phải hiểu theo nghĩa là đếm số điểm toán của những bạn có chức vụ là sinh viên thì đúng hơn. Thế thì ở đây mình sẽ lấy luôn là vùng địa chỉ từ đây, tức là vùng địa chỉ này ý người ta nói như thế. Thì cái này chúng ta nếu mà người ta hỏi cái vùng địa chỉ như này, tất nhiên là D2 cho đến mình cứ lấy luôn là E7 nhé. Thì nếu mà người ta cho cái cách như thế thì chúng ta có thể sử dụng cái dùng là hàm sum if. Xin lỗi nào. Số điểm toán ở đây thì là đếm số thôi, như vậy chúng ta dùng cái câu hỏi này hơi tối nghĩa nhưng mà thôi chúng ta dùng cao ít cũng được. À, chúng ta dùng đề cao đây cho nó đỡ bằng nhau. Đề cao đây tôi bay, chúng ta có thể chọn cái vùng này cũng được, không sao cả. Điểm toán câu hỏi này nó hơi tối nghĩa, có 3 người sinh viên 1 2 3 đấy, ví dụ như. Còn nếu tính tổng thì chúng ta thay nó bằng đây xong. Đếm các ô chưa đủ dữ liệu trong vùng địa chỉ từ C8 đến E8. C8 đến E8. Làm quái có cái gì? Cái chỗ này chưa có dữ liệu, ý người ta nói là để chúng ta đếm những cái ô trống thế thôi. Đây, C8 đến E8 rồi. Làm gì có cái. Đấy nó ra là 3 ô. Nếu mà chúng ta điền một giá trị vào đây, ví dụ A thì ngay lập tức nó giảm đi, ý người ta hỏi như thế, cao blank. Đếm số sinh viên có chức vụ là sinh viên thì cái này đi cao. Chức vụ là sinh viên thì chúng ta có ấy rồi. Nhân tiện là có cái chúng ta bị nhầm nước. Đấy, bây giờ chúng ta mới đến là như vậy có 3 người. Câu số 14, đếm số sinh viên có điểm toán lớn hơn bằng 8 thì đây là câu số 14. Đây chúng ta copy luôn cái điều kiện này. Lớn hơn bằng 8. Thế chúng ta dùng cái câu lệnh là đề cao thôi. Đếm thì chúng ta dùng này. Đấy, như vậy là đã xong cái bài tập 1 173. Chúng ta sẽ làm bài số 2. Rồi bài số 2 này thì chúng ta sẽ thấy như là điền số thứ tự 1. Bài này thì lại rất là đơn giản. Cái chỗ này là chúng ta cộng với 1 thôi.
Thế chúng ta cũng cần lề luôn. Chèn cột ngày trước cột điểm toán. Nhập dữ liệu và định dạng giấy kiểu ngày tháng năm. Đấy, như vậy là ngày tháng. Cái này có lẽ là người ta không có yêu cầu chúng ta nhập, chắc là nhà yêu cầu nhập linh tinh. Chúng ta nhập vào today. Chúng ta lấy trừ đi một cái số nào đấy cho nó ngẫu nhiên, đỡ phải nhập nhiều. Đấy, như vậy là xong. Bây giờ chúng ta tính cột tổng điểm và trung bình cộng kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu thập phân. Như vậy tổng điểm thì bằng sum. Ở đây không có hệ số gì cả nên là chúng ta dùng sum được. Điểm trung bình cộng, điểm trung bình tức là chắc là trung bình cộng. Chúng ta có hai cách làm, một là lấy dùng hàm average, hai là dùng lấy tổng điểm chia cho 3. Đều là giống nhau, kết quả đều là cho giống nhau thôi. Thế ở đây người ta là kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu thập phân, vậy thì chúng ta phải giảm cái này đi. Đấy, hai chữ số là đúng rồi. Tìm điểm trung bình có giá trị lớn nhất. Đây chúng ta viết luôn đáp án ở đây. Thì cái này nó bằng mắc thôi. Mắc giá trị này. Người ta chẳng hỏi là ai cả, do vậy chúng ta cứ tìm mắc thôi. Chèn cột học bổng vào cuối bảng tính và tính học bổng theo công thức như sau. Chúng ta thấy rằng một điều là như sau. Ở đây là nếu điểm trung bình mà lớn hơn bằng 7 và không có môn nào dưới 5 thì chúng ta được học bổng là 100.000. Còn nếu không ấy, thì không được. Thế thì ở đây chúng ta sẽ nên sử dụng cái hàm là hàm if. Và điều kiện ở đây là gồm có các điều kiện sau. Điểm trung bình này là lớn hơn bằng 7 là điều thứ nhất. Và các môn dưới không có môn nào dưới 5, tức là ba cái môn này đều là lớn hơn bằng 5. Như vậy điểm toán là lớn hơn bằng 5, điểm tin lớn hơn bằng 5 và lớn bằng 5, điểm anh cũng lớn bằng 5. Đấy. Nếu thỏa bốn cái điều kiện này cùng một lúc thì chúng ta được học bổng là 100.000, còn không thì sẽ không có. Đấy, người này không có bởi vì điểm trung bình không đạt. À, như vậy chỉ có hai người thôi. Đây cũng lớn bằng 7 nhưng mà vì sao không được đây? À đây. Đây lớn bằng 7 vì sao không được? Vì có điểm tin bằng 4. Như vậy là không đủ điều kiện là lớn 5. Đếm số sinh viên được học bổng. Thế thì cái này chúng ta viết luôn đây thôi. Chúng ta dùng là cao. Cao ít. Chúng ta viết đây. Điều kiện là chúng ta sẽ viết là lớn không, lớn bằng không. Như vậy là có hai người. Mình sẽ hướng dẫn cái bài số 3 trang 184 trước. Còn cái bài 2 trang 183 thì sẽ làm sau. Nhìn này là thấy nó có thời gian phải làm rồi. Trong thời gian còn lại mình sẽ làm hướng dẫn cái bài 3 184. Ở đây chúng ta sẽ có điền số thứ tự vào cột này.
Chúng ta cần lề luôn. Câu số 2, điện tiêu thụ bằng chỉ số sau trừ chỉ số trước. Dựa vào hình thức sử dụng và bảng 1 để tính tiền điện điện tiêu thụ nhân bằng với đơn giá. Như vậy ở chỗ này nó chưa có đơn giá, chúng ta đơn giá chúng ta phải tìm ở trong cái bảng này. Như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng bằng điện tiêu thụ là nhân với đơn giá. Đơn giá thì chúng ta phải dùng hàm VLOOKUP, hình thức sử dụng và bảng ở đây. Ở đơn giá thì chúng ta chỉ cần đến đây thôi, cột số 2, và chúng ta tìm điều kiện là form. Đấy, trình bày chúng ta sẽ cắt này luôn. Đấy, sao chép công thức xuống dưới. Tiếp theo là câu 4, dựa vào hình thức sử dụng và bảng 1 điền tiền công tơ, tức là cái điện này ngày xưa chúng ta phải đi thuê công tơ điện nên là nó có cái bài toán này. Về lúc gấp cột số 3, đây chúng ta copy cái định dạng cho về này. Cột tổng tiền thì bằng tiền điện cộng với tiền công tơ. Như vậy chúng ta xong. Bây giờ có cái câu số 6, điền dữ liệu vào bảng 2 thì chúng ta, cái này là đếm số hộ thì chúng ta là cao ít đó. Cao ít thì hình thức sử dụng này chúng ta phải cố định lại để sao chép, sau đó là điều kiện ở đây là sản xuất, loại hình sản xuất. Đây, chúng ta sao chép dưới. Tổng số tiền phải trả, chỗ này chắc là người ta tính tổng số tiền. Như vậy chúng ta dùng sum if. Hình thức sản xuất này, cố định lại. Điều kiện là loại hình là chính là sản xuất này. Cột cần tính tổng chính là tổng tiền đây. Chúng ta cũng cần cố định rồi. Đây định dạng, chúng ta copy cái định dạng hướng. Đây là do khi chúng ta nhìn thấy cái trường hợp như này, nó cứ xuất hiện nhiều dấu thăng như này thì nó là không đủ điều kiện nhé. Kết quả thì chúng ta đặt vào nó hiển thị ngay. Vậy thì để nó hiển thị thì chúng ta chọn vào giữa cột easy, chúng ta kích đúp chuột nó sẽ ra. Bây giờ chúng ta sao chép công thức xuống. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái bài tập số 3, trang 184. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các em.